Bộ sản phẩm tăng chiều cao Victin hiệu quả nhờ chứa bộ 3 canxi nano, vitamin D3 và MK7. Rồi, bây giờ là tinh chi các bạn đó. Doanh thu thì thực ra là chị không rành lắm về về thị trường điện ảnh, nhưng mà có một cái điều mà chị nghĩ rằng là đó là cái tâm huyết rất là lớn của nhà sản xuất cũng như là của tầm nhìn của cả Studio 68 cho cái việc là nâng cấp phim thiếu nhi, phim dành cho thị trường thiếu nhi Việt Nam. Bây giờ trước giờ phim thiếu nhi thì chỉ mặc định là cho con nít coi thôi, nhưng mà chị tin rằng là Trạng Tí sẽ là một bộ phim dành cho gia đình và tất cả các lứa tuổi, ba mẹ vẫn đi theo và xem được, enjoy cùng với lại các em, thì đó là sẽ là một cái chúng ta có thể các bạn cùng một lắm đó là những cái thương thương gì đấy thì cả xin mời các anh đi lên đây nhé. Chị biết là khi mà đi xem rồi thì chị biết rằng là rất là cực và nhà sản xuất rất là đau đầu, cho nên là chị cũng mong rằng là nhà sản xuất sẽ thu được những cái doanh thu họ hài lòng và vui vẻ nhất. Thôi bây giờ về con số mà ước lượng thì chị sẽ không biết được đâu, chị không dám nói cái câu đó. Chị có cảm xúc gì khi đến với đây có lẽ là một trong những cái lần hiếm hoi mà chị đi premiere phim và đặc biệt là một phim dành cho thiếu nhi nữa. Nhưng mà bởi vì có một cái mối lương duyên với lại nhà Studio 68 cũng như là chị Ngô Thanh Vân, cho nên hôm nay rất là háo hức đến, không phải là như tư cách là một ca sĩ đến để premiere mà là giống như một người nhà của Studio 68 hơn. Chị đã xem qua trailer của bộ phim. Chị có xem rồi và chị nghĩ rằng là cái mà không chỉ riêng bản thân Tiên mà mọi người đều thấy đó là hình ảnh đất nước cũng như là con người về những cái phong tục tập quán hay là làng Phan Thị của Việt Nam mình hiện lên rất là công phu, rất là hoành tráng, chứ không phải là những cái hình ảnh sơ sài hay là gì đó. Và đặc biệt là hiện giờ thì Tiên đang rất là trông đợi vào công nghệ 3D VFX của phim này. Bởi vì nghe được VR là công nghệ VFX thì rất là xịn sò, cho nên là rất là đáng kỳ vọng. Có một bộ phim về nghệ thuật như vậy thì chỉ có những Trạng Tí có thể đề cử giải Oscar. Điện ảnh Việt Nam mình sẽ còn rất xa mới tới được giải Oscar, cho nên là chị nghĩ là nếu được thì mình sẽ trở thành cái điều trước mắt. Tôi nghĩ là cái đó là nguyện vọng của chị Ngô Hinh Vân, nó là muốn đưa điện ảnh Việt Nam vươn lên tầm khu vực, thì đó là cái nguyện vọng và cái mong mỏi của Tiên luôn. Sắp tới chị có dự án nào? Hiện giờ thì chị đang tập trung, tại vì chị cũng vừa mới dứt xong quay phim á, thì hiện giờ là sẽ quay lại với lại âm nhạc, chắc chắn là sẽ tập trung vào lại âm nhạc. Còn dự án cụ thể thì đến khi nào có những cái gạch đầu dòng cụ thể hơn thì chị sẽ chia sẻ. Chị chia sẻ một chút về cái Trạng Tí, nó gắn liền với Studio 68 Phan Thị. Mình gặp Trạng Tí từ cấp tiên hình như cấp 1 hay cấp 2 gì đó thì không nhớ. Lúc đó rất là mê Trạng Tí, tại vì ngày xưa ở Sài Gòn là phải thi cái cuộc thi đó là Trạng Nguyên. Ở Sài Gòn có cuộc thi là Trạng Nguyên Lương Thế Vinh ngày xưa. Thì Tiên được học hết tất cả lịch sử của những cái ông Trạng ngày xưa này, học rất là nhiều, cũng như là những cái điển tích của liên quan tới các Trạng Việt Nam. Thì đó là một cái bề dày lịch sử mà mình không ngờ là có một ngày được đem lên phim như vậy. Cái đó là cái điều mà Tiên nghĩ rằng là không ai dám làm ngoài chị Vân cũng như là Studio 68. Khi mà chị Vân đưa cái Thằng Tí lên màn ảnh rộng rất là khó khăn ấy. Vậy thì ở cái thời điểm hiện tại, các em thấy nó có cơ hội và cái nghề thì thật bản thân Tiên đã có thời gian bên cạnh chị Vân 6 tháng qua để trong một cái dự án khác. Thì Tiên nghĩ rằng là chị Vân cực kỳ gọi là tàn tạ và bất kỳ hết sức trong bộ phim này rồi, cho nên là Tiên chỉ mong rằng là khán giả hãy ra rạp ủng hộ bộ phim, như là một ủng hộ cho nhà sản xuất cũng như là điều diễn đã vất vả, đặc biệt là ủng hộ cho các em bé đã đóng trong bộ phim này. Có thể thấy tóc Tiên rất là tham việc ấy, vậy thì cái kế hoạch của mình là cũng khá lên kế hoạch cho việc mình sinh em bé thì nó sẽ như thế nào? Hiện giờ là Tiên chưa có kế hoạch đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trường anh Nguyễn Anh Tuấn đạo diễn hành động. Bang 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 b